cái này mày nghe lấy bánh ra đánh đi con. Cái gì? Sư lên nó chơi tới mấy giờ? 6 giờ. Là 4 ngàn. Trong câu này thì câu trả lời cuối cùng của em là câu trả lời số 1, 120. Mẹ uống nước chưa vậy? Mẹ uống nước chưa? Số hết càng thấp thì âm thanh nó càng trầm. Để đáp đủ thương niệm trong bát nhà cho âm trầm là guitar bass trong jazz. Cái này thì thuộc về sở trường rồi. Tại vì ngành của em là ngành vi tính với điện tử cho nên... Đúng rồi, thành ra bạn đã đánh giá. Chúc mừng bạn, số điểm hiện có của bạn là 2.600 điểm và chúng ta tiếp tục vào câu hỏi số 5, 900 điểm có nội dung như sau. Nước ta đã gia nhập tổ chức tiêu chuẩn hóa quốc tế gọi tắt là ISO mà các bạn chẳng biết đâu. Phải thả con đó, phải thả con đó. Còn đút con đâu có được. Con chơi cầu đi, mẹ đút con. Hỏi này nếu như mà... Mẹ con đánh cầu nè, ai mẹ con mới đánh cầu. Câu số 2 nhưng mà không chắc lắm cho nên xin phép được đổi câu hỏi cho câu hỏi này. Anh bắt đầu nói nhiều. Bạn đã không tự tin, bạn đã trả lời rất đúng. Đó là câu số 2. Con số thì không nhớ chính xác được. Rất ổn. Và bây giờ thì bạn không còn quyền tự giúp nào hết. Câu hỏi của bạn được đổi có nội dung như sau. Quay em nha. Độ mặn của nước biển có ký hiệu là gì? Thua luôn. 1S, 2D, 3M, 3M, 4B. Trong câu hỏi này em xin trả lời câu số 1 là câu trả lời cuối cùng. Rất chính xác, chúc mừng bạn. Viết tắt của tiếng Anh salinity tức là độ mặn được tính bằng gam. Thái độ nha. Số điểm hiện có của bạn là 3.500 điểm. Chúng ta bắt đầu bước qua câu hỏi 1.000 điểm. Nút hết đã ha anh. Câu hỏi số 6. Con đợi con muốn tới rồi con ăn uống sáng nha. 1 Phạm Văn Đồng, 2 Trương Chính, 3 Lê Duẩn, 4 Nguyễn Ái Quốc. Cái gì vậy? Cái Cương Lĩnh hả? Cương Lĩnh Việt Nam đâu? Đợi số 3 Lê Duẩn là câu trả lời cuối cùng. Cương Lĩnh hả? Rất tiếc cho bạn. Tích ra là bạn đã trả lời sai. Cương Lĩnh chính trị Hồ Chí Minh hả? Lời đúng đó là câu số 4. Số 4 Nguyễn Ái Quốc soạn thảo cương lĩnh của cách mạng giải phóng dân tộc đúng đắn và sáng tạo, thấm được tính dân tộc và tính nhân dân. Xin cảm ơn bạn đã đến với chương trình Rau Vàng và số điểm hiện có của bạn là 1.750 điểm. Bạn sẽ có một phần quà thật là xứng đáng so với số điểm có. Cái này nó có ai lên đúng bạn và là chương trình thành phố đúng rồi, nó và lưu niệm và mong rằng lần sau bạn sẽ sắp xếp các từ sau thành câu tục ngữ hoàn chỉnh. 1 đi 1, 2 học 1, 3 hai đa học 1 sàng khôn. Con từ từ con ăn thôi con. Từ từ ăn thôi con. Nuốt hết rồi hả em nữa. Con cầm một muỗng sáp xuống. Cái muỗng ngắn cho em hả? Muỗng ngắn thì nó hơi bự. Đi một ngày mà có cái muỗng nó bạn muỗng nó to to mà nó ngắn gắn chút xíu á. Đi một ngày nắng nhìn các bạn thì nhưng mà tôi đánh bằng hơi run là tính mong rằng bạn mình sẽ trả lời được nhiều câu hỏi trong chương trình hôm nay. Dạ, câu hỏi số 1 bắt đầu. Quay nhau thẳng vậy đó, quay đứng quay vợ quay chừng. Câu hỏi số 1 là sao mở cửa đón nhận cuộc cách mạng công nghiệp của phương Tây vào thế kỷ nào? 15, em từ từ thôi nha. 16, 3, 16, ôi chưa nuốt hết ba câu kìa, chưa nuốt hết, nuốt hết cả để mắc cổ. Em mắc cổ em xấu lắm. Em mắc cổ là không được. Câu số 4 là câu trả lời cuối cùng của con. Câu số 4. Nuốt hết đi đã, em nuốt hết đi đã. Chính xác. Lấy cho anh cái chén mẹ anh ăn nè. Trời đó, nó bỏ bởi sao bữa bởi hơn cái chén đẹp rồi. Chúng ta tiếp tục vào câu hỏi số 1. Bọn Nam Mỹ nó nhiều lễ hội lắm. Một năm mà cái nước Colombia này có tới gần 1.000 lễ hội khác nhau. Quay TV toàn của nước này không? Ngày thôi, có tới 3 lễ hội. Những lễ hội ở Colombia có thể phân làm các nhóm lớn như là tôn giáo, nông nghiệp và thi sắc đẹp.
vui ha. Nếu mình được ở nước đó ngày nào cũng có chuyện vui trên rồi. Nhưng là người ta sẽ tắm nhiều lễ hội rồi. Không không. Cậu ba hết rồi nè ba. Ừ, giỏi lắm, quay phim mà em giỏi. Số điện thoại của bạn là 1100. Có nhớ số chuông miễn phí ấy.